Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty điện tử Trần Anh nên làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là thiết bị định vị X10 để giúp các bạn sử dụng để các bạn bảo vệ cái tài sản của các bạn, ô tô, xe máy hoặc định vị xem xe đi đâu, ở đâu, và định vị thú cưng này, con nhỏ này. Đấy, rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, và các bạn ở trong công trường có thể cho vào những cái máy bơm bên này để mà bảo quản cái tài sản. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được một cái hộp định vị GPS Tracker X10 như này. Đấy, rất là nhỏ. Mở cho các bạn xem này. Bên trong sẽ có một cục định vị GPS X10. Đấy, rất nhỏ. Cái này thì sử dụng pin sạc. Đấy. Đây là cái dây sạc pin này. Và một cái thanh nam châm. Để các bạn khi các bạn dán vào cục sắt, nó xe đi đâu thì mình nó sẽ dính đi theo. Đấy. Đây là cái cục định vị X10 này, các bạn nhìn kỹ đi này. Rất là nhỏ, chỉ bằng một cái bật lửa thôi. Đấy. Cái này dùng pin sạc thì các bạn nhìn này, dùng cái này, đây là cái sạc pin này. Cắm vào là sạc thôi. Sạc một lần thì sử dụng được khoảng tầm 10 ngày. Để sạc này. Để sử dụng cái định vị này thì các bạn cần một cái sim. Cần chuẩn bị cho mình một cái sim. Sim 4G. Bạn cho vào thôi, đúng cái chiều nó lắp vào là được nhá. Đấy, bạn nhìn cái chiều nó này, lắp vào này ok này. Cái này thì chống nước luôn. Đấy, khi lắp vào nó sẽ nháy sáng như này là ok này. Đấy, thì các bạn đem dính vào xe và quản lý trên một cái app. Một cái app này thì các bạn khi mua về thì nó cũng cài đặt nó rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn hướng cái camera điện thoại vào đây và tải cái app về. Thì để tôi sẽ quay trực tiếp cái màn hình trên cái app xem cái sử dụng nó như nào, nó rất là đơn giản thôi. Thì đây là cái cục vụ định vị có mã là, các bạn nhìn này, đuôi đó này 4049 này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng trên cái app khi mà đăng nhập cái định vị này. Các bước đăng nhập rất đơn giản, các bạn liền hướng cái điện thoại các bạn vào đây và tải về một cái app và đăng nhập cái mật mã trên cái, đây là cái ID của định vị này, vào trong cái app là các bạn có thể sử dụng được xe máy hay ô tô hay là người yêu đi đến đâu là mình có thể định vị được luôn. Đây, mình hướng dẫn anh em cách sử dụng cái thiết bị định vị này, cách đăng nhập này. Thế là anh em mua về là cái định vị như này đúng không? Thế anh em lắp cho cái sim 4G vào. Đây. Mở cái này ra, cái này là chống nước này, cao su xong rồi chống nước này. Mở ra. Đó. Nó có hình cái chiều sim, anh em nhìn thấy không? Đấy, cái vát cái chiều sim thì anh em cắm cái sim vào. Bấm một cái. Tạch ra được, đấy, nó nhấp cái nhận sim là nhấp cái sáng này. Đấy, nó không có gì khó cả. Sau đây anh em tải cho mình cái ứng dụng là ứng dụng An Chip. Đây anh em nhìn này, An Chip này. Ở trên CH Play thì dùng dòng Android ấy. Còn iPhone thì các bạn cứ vào cái App Store tải cái cho mình cái ứng dụng An Chip này về. Đấy. Khi tải về thì bản thân tất cả con định vị nó đều có mã, cái mã ID này, nhập đúng cái dãy số đây vào trong cái app An Chip này. Nhập vào. Mật khẩu nó thì từ 1 đến 6 các bạn đăng nhập là được. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nào. Đây, nó định vị luôn này. Đang ở đâu này? Đấy. Cái xe ô tô đang ở đâu này? Cái ô tô thì chính là cái con định vị này. Và cái chấm xanh xanh ở dưới này chính là cái điện thoại chỉ có cái ứng dụng của các bạn. Thì ô tô đi đâu các mình có thể theo dõi được. Đấy, bản đồ thì rất là chi tiết. Có bản đồ vệ tinh. Thì ví dụ như trong nhà nghỉ hay là cái mái ngói như nào thì mình có thể nhìn thấy luôn. Đấy. Và bản đồ đường. Đấy. Về các tính năng thì định vị, ví dụ xe đi đâu là mình có thể định vị đấy này. Có cái phần quỹ đạo lịch sử này. Rồi ví dụ như là ngày hôm nay đi những đâu. Là nó có quỹ đạo lịch sử di chuyển này. Hàng rào điện tử này. Cái tính năng hàng rào điện tử này thì các bạn có thể khoanh vùng cái bán kính lại. Ví dụ như cái này thì đang để bán kính là 100m này. Các bạn có thể khoanh vùng lên 200m chẳng hạn. Đấy, đây. Các bạn nhìn thấy không? Khoanh vùng lên 200m. Đấy, các bạn ghi 200m. Đây, trượt cái thanh này lên,
trượt lên nó sẽ lên 300m. Thì để làm gì? Khi các bạn khoanh vùng thì cái định vị chuyển đi ra khỏi cái vòng này sẽ báo về ứng dụng này là kêu tút 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 tút, thì chứng tỏ nó đã qua cái vòng định vị đấy. Đấy. Đấy, nếu mình để xe ở nhà sân mình khoanh vùng 100m thì đi ra khỏi cái bán kính, mình khoanh vùng 100m thì sẽ báo động về cái điện thoại này. Đấy. Ngoài tính năng định vị, tính năng xem cái lịch sử, tính năng quỹ đạo, tính năng hàng giao điện tử thì còn tính năng nghe nén. Đấy thì các bạn khi mua thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi các bạn nhận hàng. Nó rất đơn giản, không có gì khó cả. Đấy, nhưng quan trọng là mình cái đang hướng dẫn các bạn cái gì như là định vị để các bạn thông thạo nhất. Đấy thì các bạn mua hàng thì các bạn có thể đặt hàng trực tiếp theo số điện thoại của mình để trên màn hình đấy. Đấy, bên mình thì là tất cả sản phẩm hiện bản cho các bạn, một năm bạn yên tâm về tất cả sản phẩm nhé. Ngay thì dùng rất là bền, pin của nó là khoảng chục ngày luôn nhé, một lần sạc. Đây cái dây sạc đây, làm châm này thì các bạn dán vào đây, các bạn dính vào hốc xe hay là cái gì đấy, các bạn tùy các bạn. Đây, làm châm những kiểu siêu dính luôn, app sử dụng dễ dàng. Đấy, tính năng dễ dàng, không sử dụng các bạn có thể thoát ra. Đấy, nó cái này có rất nhiều tính năng, các bạn nhìn này, có cực nhiều tính năng luôn. Đấy, rất nhiều tính năng, không sử dụng thì các bạn có thể thoát ra. Thì các bạn mua hàng thì tất cả các sản phẩm này các bạn thì bảo hành để được bảo hành 100% các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty điện tử Trần Anh này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là thiết bị định vị X10 để giúp các bạn sử dụng để các bạn bảo vệ cái tài sản của các bạn, ô tô xe máy, hoặc định vị xem xe đi đâu ở đâu, và định vị thú cưng này, con nhỏ này. Đấy, rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, và các bạn ở trong công trường có thể cho vào những cái máy bơm này để mà bảo quản cái tài sản. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được một cái hộp định vị GPS Tracker X10 như này. Đấy, rất là nhỏ. Mở cho các bạn xem này. Bên trong sẽ có một cục định vị GPS X10. Đấy, rất nhỏ. Cái này thì sử dụng pin sạc. Đấy. Đây là cái dây sạc pin này. Và một cái thanh nam châm. Để các bạn khi các bạn dính vào xe, dán vào cục sắt, nó xe đi đâu thì mình nó sẽ dính đi theo. Đấy. Đây là cái cục định vị X10 này, các bạn nhìn kỹ đi này. Rất là nhỏ, chỉ bằng một cái bật lửa thôi. Đấy. Cái này dùng pin sạc thì các bạn đi đây dùng, đây là cái sạc pin này. Cắm vào là sạc thôi. Sạc một lần thì sử dụng được khoảng tầm 10 ngày để sạc này. Để sử dụng cái định vị này thì các bạn cần một cái sim. Cần chuẩn bị cho mình một cái sim. Sim 4G. Bạn cho vào thôi, đúng cái chiều nó lắp vào là được nhá. Đấy, bạn nhìn cái chiều nó này, lắp vào này ok này. Cái này thì chống nước luôn. Đấy, khi lắp vào nó sẽ nháy sáng như này là ok này. Đấy, thì các bạn đem dính vào xe và quản lý trên một cái app. Một cái app này thì các bạn khi mua về thì nó cũng cài đặt, nó rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn hướng cái camera điện thoại vào đây và tải cái app về. Thì để tôi sẽ quay trực tiếp cái màn hình trên cái app xem cái sử dụng nó như nào, nó rất là đơn giản thôi. Thì đây là cái cục vụ định vị có mã là, các bạn nhìn này, đuôi nó này 4049 này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng trên cái app khi mà đăng nhập cái định vị này. Các bước đăng nhập rất đơn giản, các bạn điền hướng cái điện thoại các bạn vào đây và tải về một cái app và đăng nhập cái mật mã trên cái, đây là cái ID của định vị này, vào trong cái app là các bạn có thể sử dụng được xe máy hay ô tô hay là người yêu đi đến đâu là mình có thể định vị được luôn. Đây, mình hướng dẫn anh em cách sử dụng cái thiết bị định vị này, cách đăng nhập này. Đấy. Thế là anh em mua về là cái định vị như này đúng không? Thế anh em lắp cho cái sim 4G vào. Đây. Mở cái này ra, cái này là chống nước này, cao su xong rồi chống nước này. Mở ra. Đó. Nó có hình cái chiều sim, anh em nhìn thấy không? Đấy, cái vát cái chiều sim thì anh em cắm cái sim vào. Bấm một cái. Tạch ra được. Đấy, nó nhấp cái nhận sim là nhấp cái sáng này. Đấy, nó không có gì khó cả. Sau đó anh em tải cho mình cái ứng dụng.
là ứng dụng Anchip. Đây anh em nhìn này, Anchip này. Ở trên CH Play thì dùng dòng Android ấy. Còn iPhone thì các bạn cứ vào cái App Store tải cái cho mình cái ứng dụng Anchip này về. Đấy. Khi tải về thì bản thân tất cả con định vị nó đều có mã, cái mã ID này, nhập đúng cái dãy số đây vào trong cái app Anchip này, nhập vào mật khẩu nó thì từ 1 đến 6 các bạn đăng nhập là được. Đấy, đấy các bạn nhìn nào, đây nó định vị luôn này, đang ở đâu này, đấy cái xe ô tô đang ở đâu này, cái ô tô thì chính là cái con định vị này, và cái chấm xanh xanh ở dưới này chính là cái điện thoại chỉ có cái ứng dụng của các bạn, thì ô tô đi đâu các mình có thể theo dõi được. Đấy, bản đồ thì rất là chi tiết, có bản đồ vệ tinh, thì ví dụ như trong nhà nghỉ hay là cái mái ngói như nào thì mình có thể nhìn thấy luôn. Đấy, và bản đồ đường. Đấy, về các tính năng thì định vị ví dụ xe đi đâu là mình có thể định vị đấy này, có cái phần quỹ đạo lịch sử này, nó ví dụ như là ngày hôm nay đi những đâu là nó có quỹ đạo lịch sử di chuyển này, hàng rào điện tử này. Cái tính năng hàng rào điện tử này thì các bạn có thể khoanh vùng cái bán kính lại, ví dụ như cái này thì đang để bán kính là 100m này, các bạn thì khoanh vùng lên 200m chẳng hạn. Đấy, đây bạn nhìn nào, khoanh vùng lên 200m. Đấy, bạn ghi 200m, rồi trượt cái thanh này lên, trượt lên nó sẽ lên 300m. Thì để làm gì, khi các bạn khoanh vùng thì cái định vị chuyển đi ra khỏi cái vòng này sẽ báo về ứng dụng này, là kêu tút 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 tút, thì chứng tỏ nó đã qua cái vòng định vị đấy. Đấy, đấy, nếu mình để xe ở nhà sân mình khoanh vùng 100m thì đi ra khỏi cái bán kính, mình khoanh vùng 100m thì sẽ báo động về cái điện thoại này. Đấy, ngoài tính năng định vị, tính năng xem cái lịch sử, tính năng quỹ đạo, tính năng hàng rào điện tử, thì còn tính năng nghe nén. Đấy, thì các bạn khi mua thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi các bạn nhận hàng, nó rất đơn giản, không có gì khó cả. Đấy, nhưng quan trọng là mình cái đang hướng dẫn các bạn cái gì, tính năng định vị để các bạn thông thạo nhất. Đấy, thì các bạn mua hàng thì các bạn có thể đặt hàng trực tiếp theo số điện thoại của mình để trên màn hình đấy. Đấy, bên mình thì là tất cả sản phẩm phải bảo các bạn 1 năm, bạn yên tâm về tất cả sản phẩm nhé. Đây thì dùng rất là bền, pin của nó là khoảng chục ngày luôn nhé, một lần sạc. Đây cái dây sạc đây, làm châm này thì các bạn dán vào đây, các bạn dính vào hốc xe hay là cái gì đấy, các bạn tùy các bạn. Đây, làm châm những kiểu siêu dính luôn, app sử dụng dễ dàng. Đấy, tính năng dễ dàng, không sử dụng các bạn có thể thoát ra. Đấy, nó cái này có rất nhiều tính năng, các bạn nhìn này, có cực nhiều tính năng luôn. Đấy, rất nhiều tính năng, không sử dụng thì các bạn có thể thoát ra. Thì các bạn mua hàng thì tất cả các sản phẩm này các bạn thì bảo hành 100% các bạn nhé.